Hôm qua, một phi đội vận tải của không quân Ấn Độ đã được huy động và giải cứu ít nhất 112 người dân địa phương, khách du lịch cũng như những người hành hương đang bị mắc kẹt ở bang Uttarakhand, miền Bắc nước này do bị lũ lụt. Nhiệm vụ giải cứu được thực hiện từ trạm không quân Ấn Độ đóng tại thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh tại miền Bắc Ấn Độ. Ngoài ra, các máy bay cũng chở máy phát điện, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác đến phân phát cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo số liệu mới nhất, các nhà chức trách cho biết lũ quét và lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 560 người, đồng thời cảnh báo con số này sẽ còn có thể tiếp tục gia tăng. Theo hãng tin Reuters, mưa lũ đã khiến cho 33.000 người bị mắc kẹt tại bang Uttarakhand, trong khi hãng tin CNN của Mỹ đưa tin hơn 50.000 người đã bị mắc kẹt do lũ lụt ở miền Bắc Ấn Độ. Thủ tướng Manmohan Singh trước đó cam kết sẽ viện trợ 10 tỷ rupee để cứu trợ thiên tai cho bang Uttarakhand.